Rồi ok, xin chào tất cả các bạn luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ review một cái món đồ nho nhỏ ha. Thì cái này nó cũng khá bổ ích cho anh em trong mùa này đấy. Thì đây, cái này mình mua trên Facebook ha. Thì cái giá bán lẻ của nó là 55.000 anh em. 55.000. Đây là giá bán lẻ. Thì bây giờ để mình mở ra để xem nó có cái gì trong đó ha. Trước tiên mình dẹp cái đây hoàn mình ra. Cái cửa mở đâu? Cái cửa này là nhìn nó dán kín luôn ta. À đây đây. Thì để mình review phía trong này nó có bao gồm những cái gì. Để mình coi cái tờ giấy trước cái đây. Trang phục bảo hộ y tế, vải dệt cao cấp, thân thiện với môi trường. Nó gồm 7 món nha nha anh em. Thứ nhất là mũ nè, hai là áo nè. Thì trong này nó ghi là chất liệu luôn á, như vải không dệt thấu khí gì nè, không quần nè, dài vải, kính bảo hộ, găng tay cao su, khẩu trang y tế. Thì nó gồm 7 món ha. Nói chung 55.000 mà được 7 món như vậy thì cũng khá ok. Như đơn giản thôi. Giờ anh em nói đơn giản thôi, như cái kính này bình thường anh em là mua bao nhiêu tiền rồi, không? Cái kính mà che giọt bán khí đây nè, không? Thì bình thường anh em mua bao nhiêu tiền rồi. Đấy, ở đây mình có một cái kính. Đấy, ở đây nó có cái lớp keo nè, không? Cái lớp keo mà anh em thấy hai cái phần khác nhau không? Thì cái lớp keo đây lột ra thì nó sẽ là trong suốt ha. Thì đấy. Kính, bao tay, bao tay y tế, cái khi mình tiếp xúc nó không có bị dính vô cơ thể mình, nó chỉ dính vô cái bao tay, xong mình sát khuẩn cái bao tay. Khẩu trang, khẩu trang này, khẩu trang cái gì máy D gì quay mất tiêu ta, 3D hay là 5D gì đấy, 4D giống như là khẩu trang 4D gì đấy, một cái khẩu trang bình thường. Mà một cái này, khẩu trang này, cái hộp này là mình mua là nó có 10 cái mà là 60.000, tiền cái là 6.000 nè. Đấy, bây giờ là tới áo quần nè. Thì cái nó liền bộ luôn, nó liền bộ luôn anh em. Thì trong này nó có nè, cái này là bao chân nè, cái bao chân của mình. Cái này thì nó mũ liền thân luôn, nó không có cái mũ riêng, mũ nó chụp liền thân ha. Đấy. Rồi ok anh em chờ mình xíu ha. Mấy cái này thì mình chưa lại, tại vì nó còn mới, cái này xài xong rồi dục nên mình chưa có tháo ra, để đó mình còn xài. Đấy, thì đây. Bà xã mình đã mặc vô như thế này ha. Đấy. Đấy, thì như anh em mà đi xa, đi về quê hay là đi công việc gì mà chỗ đông người thì anh em mua một bộ để mình đi cũng được. Nói chung là mình đây mình chỉ review cho anh em thấy thôi. Này thì 55.000 giá bán lẻ. Còn cái tiền ship thì anh em cũng tự chịu ha, chứ hay là anh em ra tiệm thuốc tây đó mình mua. Đấy, thì mình review vậy. Ở đây là một thùng nó sẽ có là 50 bộ như vậy nha anh em. Thì cái giá sỉ thì nó sẽ khác. Tại vì mình mua bên đó nó nói là cái giá này là bán lẻ mà nó không có bán lẻ. Nó chỉ bỏ sỉ thôi, tắt đằng đặc. Thì có gì để đó mình xem lại những hình ảnh đó, mình chèn qua clip cho anh em xem ha. Rồi, thì tạm biệt anh em. Anh em mà muốn mua để bảo vệ cho bản thân hay cho gia đình, đi đâu, đi xa, đi máy bay hay là đi xe khách về quê hay gì đó, hay là đi đâu á, thì nói chung xài một lần có 50 mấy nghìn thì nó cũng khá rẻ chứ không có gì hết. Đấy, thì cái đây là mình đưa cái giá lên để anh em tham khảo. Để anh em tham khảo ha. Sài Gòn thì nói chung giờ mà nếu như mua một bộ đây ship thì cái tiền ship nó cũng khá cao. Anh em có thể là ra chỗ thuốc tây mình mua ha. Thì tất nhiên có thể là giá nó hơi cao hơn á, hơn cao hơn là mình giới thiệu. Còn anh em nào mà đại lý muốn mua thì để mình để lại cái số điện thoại, mình ghi lại cái số điện thoại anh em liên hệ ha. Về đại lý thì cái giá của đại lý thì tất nhiên nó sẽ mềm hơn cái giá đây rất là nhiều. Nói chung là về cái vấn đề mà dụng cụ y tế thì mình sẽ ghim lại cái số điện thoại đó, anh em tự liên lạc, anh em tự mua ha. Tất tần tật, nào là
cồn không, pin, pin cho mấy cái máy gì, máy bình hơi oxy gì, hay là cái máy thổi tiệt trùng gì đây, trong mấy cái súng á, súng phun tiệt trùng, rồi súng khử khuẩn nè, nói chung súng khử khuẩn thì nó nhiều tia, nhiều bóng đèn đấy, rồi đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, cồn khử khuẩn. Thì em bắt giùm anh cái mà anh mới mua ấy. Đây mình có mua thêm cái bình này nữa đấy. Cái giá bao nhiêu mình quay mất tiêu rồi, để mình xem lại thử nó báo cho mình là cái giá bao nhiêu ha. Tại vì cồn nó có nhiều loại mà cái giá bán lẻ là nói chung là nó cũng 40 mấy nghìn nha, chứ nó không có cao. Mình ra ngoài nhà thuốc mình mua đường nào cái dây này cũng 60-70 ngàn, chứ không biết, mình dám khẳng định luôn 60-70 nghìn. Đây cái này cái cồn này là nó nói là 55 nghìn một bình ha, một thùng nó 25 chai. Thì cái này nó bán sỉ không bán lẻ, mà do mình mua, mình nói chung là mình quen biết, mình hỏi mua để review chơi, nó bán lẻ cho mình, nó cùi ra nó bán lẻ cho mình, mà nó chưa có lấy tiền của mình luôn, nó chưa có lấy tiền của mình luôn. Mình hỏi số tài khoản để mình chuyển cho nó mà nó cũng im ra luôn. Đấy thì đây cái chai này là 55 nghìn là giá bán lẻ nha anh em, còn sỉ thì nó sẽ khác. Rồi thì ok, cái clip mình cũng khá dài rồi, thì cái này mình mua để mình dự trữ khi mình đi đâu anh em, đôi khi mình muốn đi chơi, đi về quê đấy, hay là mình có chuyện gì mình sử dụng. Nói chung mua cái này dự bị chứ không có ngoài mục đích gì, cũng chẳng ai muốn mà mình mắc bệnh đâu, nên mình mua để trừ vừa hao, để hoặc khi mình về quê hay bà xã mình đi đâu mà tới cái chỗ đông đông mà cho bà xã mình mặc bộ lên đi cho nó an toàn không, về tháo ra rưới cái cồn lên đốt luôn cho nó sạch. Rồi thì ok, tạm biệt anh em ha. Anh em mà muốn mua thì cứ để lại comment hoặc là liên hệ qua cái số điện thoại đó, anh em tự đặt mà mua. Ok, tạm biệt anh em ha. Rồi, chúc anh em chống dịch thành công luôn ha. Hẹn anh em những clip sau.